Cuộc đua kỳ thú 2019 đã đi đến chặng cuối cùng với 4 đội đua mạnh nhất tại quần đảo Nam Du Kiên Giang. Em chẳng có cái tôi nào đây cả. Chắc có. Nhưng mà sao có cãi vậy? Sự cạnh tranh căng thẳng với những thử thách khốc liệt nhất đã khiến các đội gặp nhiều áp lực. Mỏi quá. Em đuối quá rồi. Ôi. Chặng cuối cùng cuộc đua kỳ thú năm 2019, các bạn là đội vô địch.